Tình cũ Phùng Thiều Phong nghề nì, say quắc cần câu được người đàn ông chăm sóc, nghi có tình mới. Gần đây, một số phóng viên giải trí đã chụp được ảnh nữ diễn viên nghề nì và nhân viên bước ra từ quán bar, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, chỉ vào máy ảnh với vẻ mặt khó chịu. Mới đây, cánh sân ảnh của đất nước tỷ dân bắt gặp được hình ảnh tình cũ Phùng Thiều Phong nghề nì, say xỉn ngoắc cần câu bước từ quán bar đi ra. Theo như cánh sân ảnh cho biết, nghề nì đi ngoài đường hơi loạn choạng. Trong quá trình di chuyển, nữ diễn viên Mưu Nữ Lan phải nhờ đến sự trợ giúp của người đi cùng đỡ cô. Đặc biệt trong quá trình di chuyển, khi thấy người chụp ảnh và có men rượu nên nữ diễn viên không kiềm chế được cảm xúc, chỉ thẳng tay về phía người chụp ảnh với vẻ mặt khó chịu. Sau một lúc đợi xe, nghề nì chỉ vào bên trong xe và có vẻ đang nói chuyện với tài xế. Sau đó, dưới sự hướng dẫn và chăm sóc của các người đàn ông đi cùng, nghề nì và các bạn nữ đi cùng chào mọi người rồi lần lượt lên xe rời đi. Những hình ảnh của nghề nì sau khi bị đăng tải đã trở thành đề tài được thảo luận trên các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, việc say xỉn để rồi không làm chủ được bản thân của nữ diễn viên được cho là mất đi hình ảnh. Bởi khi nhắc đến nghề nì, khán giả sẽ nhớ ngay đến nữ diễn viên tài đức vẹn toàn, cũng như cách đối nhân xử thế đối với mọi người, dù xuất thân ra sao. Bên cạnh việc say xỉn, người đàn ông đồng hành bên cạnh chăm sóc cho nghề nì, từng ly từng tí cũng được quan tâm. Theo một số cư dân mạng, người đàn ông đi bên cạnh nghề nì chính là nhà biên kịch Vương Kỳ Nam. Ngoài đó có thể thấy, nghề nì cùng nhà biên kịch họ Vương có thể là gặp nhau để bàn công việc, chứ không hề có việc yêu đương hẹn hò gì như một số đồn đoán. Vốn dĩ nghề nì thường không uống một giọt rượu, chỉ khi đó vì công việc, nữ diễn viên mới đụng đến những chất chứa cồn. Trước đó trong bộ phim The Long Goodbye do nghề nì đóng vai chính đã chính thức hé lộ, trong phim nghề nì muốn vai diễn chân thật hơn, nữ diễn viên đã trực tiếp uống rượu, nhưng không may tửu lượng không tốt nên nữ diễn viên đã say xỉn quắc cần câu. Như chúng ta đã biết, nghề nì được mệnh danh là sát thủ thảm đỏ. Về cơ bản, cô ấy sẽ thu hút sự chú ý của mọi người ngay khi xuất hiện trên thảm đỏ hay bất kỳ ở nơi đâu. Cô ấy thường xinh đẹp đến mức khiến người ta không nói nên lời. Nhưng lý do khiến nghề nì có được trạng thái tốt trong nhiều năm chính là tính tự giác mạnh mẽ đằng sau đó. Để giữ được thân hình cân đối, cô không chỉ không uống rượu bia mà còn chăm chỉ luyện tập chế độ ăn uống. Nghề nì đã nói trong một cuộc phỏng vấn trước đó rằng cô chỉ ăn rau luộc và ức gà mỗi ngày để giảm cân khi đóng phim và cô kiên trì trong một thời gian dài dù nó có vị như nhai sáp. Khi đóng Lưu Kim Tuế Nguyệt để diễn được cái duyên và cực đẹp của nhân vật, nghề nì cũng ăn nhạt trong một thời gian dài, đến nỗi những cảnh ăn uống liên tiếp trong phim truyền hình rất vui và được ăn thoải mái. Ngoài chế độ ăn kiêng, nghề nì còn có thói quen tập thể dục quanh năm. Ngoài công việc, cô sẽ đến phòng gym bất cứ khi nào có thời gian, cô còn có sở thích trượt ván. Có thể thấy, nghề nì trong trang phục thể dục có thân hình thon gọn, một đôi chân dài thon và thẳng tắp, một vòng eo nhỏ và bờ vai góc cạnh đặc biệt hút mắt. Trên người cô thực sự không có một chút mỡ nào. Mặc dù thường xuyên xuất hiện trong giới mộ điệu nhờ hình thể và ngoại hình, nhưng nghề nì vẫn có khả năng chuyên môn xuất sắc. Những vai diễn cô thể hiện đều được diễn giải một cách sinh động, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Trang Weiwei có bài viết cho rằng, nghề nì luôn mang một phần phong cách cá nhân vào trong vai diễn, khiến khán giả khó đồng cảm với nhân vật của cô, cũng khó tạo nên một nhân vật có sức bùng nổ mạnh mẽ. Cùng với tính cách hào phóng, vui vẻ, chân thành và ít nói, nghề nì có rất nhiều bạn bè trong giới cũng như nhận được tình cảm lớn từ cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Đồng nghiệp hợp tác với nghề nì đều khen, cô là nữ diễn viên có thể chịu khổ, tính cách mạnh mẽ như nam nhi. Nghề nì tốt, tính cách tuyệt vời, diễn xuất tự nhiên, biến hóa đa dạng với từng cảnh quay, học kịch bản không sót một chữ và phim trường lúc nào cũng tỉ mỉ, nam diễn viên Trần Khôn chia sẻ.